Có thể các bạn chưa biết, Apple, ông lớn ngành công nghệ, đã từng lỗ gần 1 tỷ đô la Mỹ và đứng trên bờ vực phá sản. Trên thế giới, hiện nay, sản phẩm của Apple có ở khắp nơi, từ thành thị đông đúc đến nông thôn ít người. Và chỉ cần nhắc tới những cái tên như iPhone hay MacBook, người dùng chắc chắn sẽ biết tới ông lớn công nghệ nào đã sản xuất ra chúng. Vậy, Apple đã từng cận kề sụp đổ lúc nào? Vào những năm 1985, Apple là một công ty công nghệ với những sản phẩm mà mọi người chẳng mấy quan tâm như Macintosh TV và Macintosh EV. Tạp chí Time nổi tiếng đã từng bày tỏ sự thất vọng của mình khi gọi công ty là một mớ hỗn độn không có tầm nhìn chiến lược và chắc chắn là không có tương lai. Ở thời điểm đó, Apple được cho là đã cận kề sụp đổ với những tổn thất lớn và không có sản phẩm khả thi nào để đưa họ hoạt động trở lại. Tất cả bắt đầu với việc Steve Jobs, người đã thành lập công ty, bị lật đổ, trong khi Jobs tuyên bố rằng ông đã bị John Sculley, giám đốc điều hành Apple lúc đó, sa thải vì bất đồng về cách cứu công ty trong thời kỳ doanh thu kém. Còn Sculley lại cho biết Jobs chưa bao giờ bị sa thải nhưng đã bị yêu cầu từ chức. Sau khi Steve Jobs ra đi, Apple đã phải trải qua những vấn đề nghiêm trọng, doanh số bán hàng kém, các vấn đề về quản lý. Đặc biệt là vào những năm 1995 đến 1996, Apple thời điểm đó cho thấy thiếu sự đổi mới và đã vướng vào khoản nợ chồng chất lên hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm và chỉ còn cách thời điểm phá sản vài tuần. Tháng 6 năm 1997, trang bìa của tạp chí Wired đăng hình ảnh logo Apple được bao quanh bởi dây thép gai. Ngay phía dưới, dòng chữ Pray, cầu nguyện, xuất hiện ám chỉ tình hình của công ty này đang trên bờ vực thẳm. Tạp chí này cũng đưa ra hàng loạt lời khuyên để có thể cứu lấy Apple. Quá trình đi xuống của Apple thực sự đã bắt đầu trước đó hàng chục năm. John Sculley làm CEO tại Apple từ năm 1983 nhưng doanh số bán hàng sụt giảm cùng với những sai lầm như với thiết bị trợ lý cá nhân Newton đã khiến ông rời công ty vào năm 1993. Sculley cũng được cho là người đã sa thải Steve Jobs vào năm 1985, chỉ 2 năm sau khi được chính ông này mời về làm việc. Người lên thay sau đó là Michael Spindler nhưng không khiến tình hình khả quan hơn. Thất bại lớn nhất của Spindler được coi là việc không bán Apple cho tập đoàn Sun với giá 6 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Thất vọng vì thương vụ đổ bể, các nhà đầu tư quyết định sa thải ông này. Năm 1996, Gio Amelio đảm nhận chiếc ghế nóng tại Apple. Đối mặt với những áp lực lớn nhưng Amelio đã có quyết định được coi là rất đúng đắn khi quyết định mua lại NEC, công ty máy tính riêng của Steve Jobs khi đó. Vị đồng sáng lập của Apple nhờ vậy được quay trở lại với chính công ty con cưng của mình. Nhưng kể cả khi Jobs trở lại, công ty do ông đồng sáng lập và sau đó bị lật đổ, gần như phá sản. Họ bị tụt xuống vị trí thứ 273 trong danh sách 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ của Fortune với trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Và khi đã đặt một chân bên bờ vực, Apple đã được cứu bởi Microsoft. Trong hội nghị Macworld Boston năm 1997, Jobs tiết lộ rằng Apple đã đạt được thỏa thuận với Microsoft. Theo đó, gã khổng lồ công nghệ đã mua cổ phiếu không có quyền biểu quyết trị giá 150 triệu đô la Mỹ của Apple mà họ hứa sẽ không bán trong 3 năm tới. Khoản đầu tư này đã giúp Apple thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính trong thời gian đó. Vào thời điểm đó, khi Microsoft bước vào và giơ bàn tay ra níu giữ sự sống còn của Apple, rất nhiều người cho rằng Jobs đã bán những thứ mà ông có được chỉ để lấy một ít tiền mặt. Tuy nhiên, Jobs đã nói rằng điều quan trọng tại thời điểm đó là đưa công ty trở lại trạng thái bình thường. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. Okay? We have to embrace a notion that for Apple to win, Apple has to do a really good job. And if others are going to help us, that's great. Because we need all the help we can get. And if we screw up and we don't do a good job, it's not somebody else's fault, it's our fault. Sau đó, Apple dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng tài chính khi tập trung vào đổi mới sản phẩm. Tuy rằng, mọi thứ hầu như không được cải thiện trong một sớm một chiều. Apple đã tìm thấy tương lai bằng cách rời bỏ trọng tâm ban đầu là việc tập trung vào máy tính để bàn. Thay vào đó, họ quyết định đa dạng hóa, bổ sung các mặt hàng như iMac, iPod và iPhone vào phạm vi của mình. Năm 1998, những chiếc iMac đầu tiên xuất hiện với màu sắc cầu vồng và vỏ bong bóng kết hợp bộ phận xử lý và màn hình của máy tính trong một gói kiểu dáng đẹp. Năm 2001, những chiếc iPod đầu tiên xuất hiện. Đến năm 2006, một năm trước iPhone nguyên bản, Apple được định giá 60 tỷ đô la Mỹ. 4 năm và một cuộc cách mạng điện thoại di động sau đó, vào tháng 5 năm 2010, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã vượt qua Microsoft. Sau này, khi nhìn lại hành trình tìm lại mình của Apple, giới chuyên gia nhận định chuyên môn của Jobs là sử dụng công nghệ mới nổi và phổ biến nó, trong khi Apple thống trị vì họ đã nhiều lần phát minh lại ngành công nghiệp âm nhạc, điện thoại di động và máy tính. Tuy nhiên, tất cả họ đều có chung một nhận định rằng để Apple trở thành một công ty giá trị nhất hành tinh,
Sự trở lại đúng thời điểm của Steve Jobs và ba bước chiến lược thiên tài của ông mới là điểm cốt lõi trong sự phát triển ngày nay của táo khuyết. Thứ nhất là chiến lược ngủ với kẻ thù. Jobs đã nhận 150 triệu đô la Mỹ tiền mặt từ đối thủ Microsoft để đổi lấy quyền phát hành Microsoft Office và Internet Explorer trên Macintosh. Thứ hai là thay đổi mô hình. Jobs quay lưng lại với tầm nhìn ban đầu thất bại của Apple về một công ty chỉ sử dụng máy tính và bắt đầu tạo ra nền tảng của sự thay đổi này bằng các sản phẩm iMac, iPod và iPhone. Thứ ba là đập tan các rào cản. Vào thời điểm mà sự khôn ngoan thông thường đề nghị loại bỏ bất động sản chứ không phải mua nó, Jobs đã mở Apple Stores, đặt sản phẩm của mình lên vị trí trung tâm. Và với bản lĩnh của Steve Jobs, ngày nay, Apple là một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới. Những sản phẩm của Apple luôn được người dân toàn cầu săn đón, nhưng cái cách mà họ rũ bùn đứng dậy sáng lòa mới là thứ người ta thường nhắc đến. Vừa xong là vụ khủng hoảng tài chính của Apple vào những năm 1990. The Brokers luôn mong rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến sẽ giúp ích cho công cuộc đầu tư của bạn. Hãy đón chờ thêm nhiều video tiếp theo của The Brokers để cập nhật thêm những case tài chính nổi tiếng trên toàn cầu. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì khác, hãy để lại bình luận ngay phía dưới cho The Brokers cũng như hãy ủng hộ chúng tôi nếu bạn thấy video này hữu ích nhé. Đăng ký theo dõi kênh The Brokers ngay để cập nhật thêm các tin tức tài chính hot nhất cũng như các thông tin so sánh, đánh giá về các sàn môi giới trên thị trường. The Brokers luôn đồng hành cùng bạn trên con đường tiến đến thành công trong thị trường trading đầy biến động này.